Và đây là sản phẩm của chiếc máy Takeo 1800. Chiếc máy có thể băm được rất là nhiều loại nguyên liệu như là chuối, cỏ voi, rau, bèo. Nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm chiếc máy băm thái đa năng Takeo 1800 này của chúng tôi, hãy liên hệ đặt hàng online qua số điện thoại bên dưới video. Cảm ơn các bạn đã xem video của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.